Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần tiết 2 của cái phần trung vị ME và chúng ta đã biết cách tính rồi đúng không nào? Như vậy chúng ta đã biết rằng là trung vị thì nó chia cái mẫu số liệu thành hai phần và mỗi phần là chứa là gì? 50% giá trị. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp một cái phần nữa, đó chính là phần thứ ba. Đó chính là tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm. Thì với tứ phân vị Q1, Q2, Q3 với Q2 ở đây đây chính là trung vị đúng không? Thì lần lượt có là 25%, 50% và 75% số giá trị nhỏ hơn Q1, Q2, Q3 ở trong clip trước á, ví dụ thầy cho một dãy số liệu mà sắp xếp không giảm nhóm trong chương trình lớp 10 á, thì chúng ta đã biết cách đi tìm cái anh Q1 và Q3 này rồi. Sau khi chúng ta đi tìm Q2 này thì chúng ta sẽ tìm được Q1 và Q3. Thì ở trong cái clip này chúng ta có công thức và cái cách tìm và thế và công thức để chúng ta tính luôn các em nha. Còn trong chương trình lớp 10 thì chúng ta đã biết rồi, nếu như mà số lẻ thì chúng ta sẽ lấy là một số nằm chính giữa, còn nếu số chẵn ha, số chẵn thì ở phần này cũng vậy thôi, chúng ta cũng sẽ chia thành chẵn lẻ. Nếu mà lẻ thì chúng ta sẽ lấy số chính giữa, còn nếu chẵn thì chúng ta sẽ lấy hai số chính giữa cộng lại và chia cho hai, nghĩa là nhân với 1/2 đằng trước, hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 3, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm. Chúng ta sẽ đi sang hoạt động 3 này. Với mẫu số liệu ghép nhóm trong hoạt động 2, hãy cho biết tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm nào. Nha. Như vậy trong hoạt động 2 ở đây. Chúng ta quay lại phần hoạt động 2 này. Hoạt động 2 đây này. Đây em. Ở trong phần hoạt động 2 này, bây giờ các em nhìn này, ở đây á, n của chúng ta là bằng bao nhiêu? N của chúng ta là bằng 21 đúng không? N bằng 21 thì chúng ta đã xác định được cái trung vị của chúng ta. Các em lấy 21 có phải không? Lấy 21 là lẻ, cái thằng này là lẻ, thì em lấy 21 chia 2, 21 chia 2 là bằng 10,5, thì chúng ta làm tròn lên là 11. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái x11. Như vậy thì cái trung vị thì thuộc ở trong nhóm này, đúng không? Như vậy chúng ta chia này, từ 1 cho tới 21 đây. Như vậy số 11 thì nằm chính giữa đây, đúng không? Số 11 nằm chính giữa đây thì chứng tỏ là ở phía bên đây là số mấy? Ở đây là số 10, đúng không? Bên đây là số mấy? Ở đây là số 12, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì cái thằng 11 này á, cái thằng 11 này là thuộc Q2, thì chứng tỏ là từ 1, cái phía bên đây từ 1 tới 10 là thuộc là gì? Là Q1. Còn từ 12 cho tới 21 này là thuộc Q3. Đấy, thầy đóng ngoặc lại cho chúng ta thấy hai cái ngoặc này. Như vậy Q1 của chúng ta là từ 1 tới 10, thì số 10 này là số gì? Số 10 này là số chẵn. Số 10 là chẵn đúng không? 10 là chẵn, 10 là chẵn, kem chia 2 ra thì bằng mấy? Bằng 5. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy là 1/2 của x5 cộng x6. Thì như vậy x5 và x6 này là nó thuộc cái Q1. Thuộc Q1 thì chúng ta xem thử nó thuộc vào khoảng nào. X5, x6 thì nó vẫn rơi vào khoảng này. Tại vì ở đây là x4 tới x11 này, thì x5 và x6 nó vẫn rơi vào trong khoảng này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là x5 với lại x6 nó thuộc ở cái khoảng đó chính là 5 cho tới 10. Như vậy chúng ta đã xác định được cái anh Q1. Ok. Còn cái anh Q3, cái anh Q3 anh nằm ở đây, có đúng không? Cái Q3 anh nằm ở đây thì từ 12 cho tới 21. Từ 12 cho tới 21 thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ thuộc vào khoảng này. Như vậy thì từ 21 tới từ 12 tới 21 này thì em lấy 21 trừ cho 12 cộng cho 1 đúng không, là được bao nhiêu số? Là 10 số. 10 số thì nó cũng là chẵn, đúng không? Chẵn. Như vậy ở đây chẵn thì chúng ta sẽ lấy chính giữa và lấy hai số chia 2. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy, ở đây chúng ta chia 2, chia cho 2 ra, có phải bằng 5. 5 thì em lấy 12. 12 cộng 5 là bằng 17. Như vậy chúng ta sẽ lấy hai số, đó chính là 1/2 của x16 cộng cho x17. Như vậy x16, x17 thì nó rơi vào trong cái nhóm nào? Đây, 16 và 17 rơi vào nhóm này.
trong cái khoản này. Như vậy thì X16 với lại X17 thì thuộc vào cái nhóm đó chính là 10 cho tới 10-15. Rồi xong, đây chính là Q1 này, và đây chính là Q3 này. Đó, hiểu chưa? Ok, đúng chưa? Ở cái hoạt động 3 nha. À, rồi đây game, cái hợp đồng 3 này thầy đã giải thích vì sao mà chúng ta chọn vào trong cái nhóm X5, X6 là thuộc ở nhóm từ 5 tới 10 và X16, X17. Đây X17 game, này thầy viết thiếu cái số à. 10 đến 15. Rồi nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo nha. Như vậy thì để mà tính tứ phân vị thứ nhất Q1 của một số liên kết nhóm, ta xác định được nhóm chứa Q1, nghĩa chúng ta ví dụ như hồi nãy á, cái Q1 của chúng ta á, là có phải chúng ta xác định được cái nhóm là từ 5 cho tới 10 đúng không? Giả sử thế. Giả sử nhóm đó là thứ B là AB, AB cộng 1 thì thằng này chính là AB này. Thằng này tương ứng là AB này. Còn thằng này chính là AB cộng 1 này. Ta hiểu thế, thầy chỉ các cái cách xác định để mà chúng ta thế chỗ đây này. Như vậy AB có này, AB cộng 1 có đúng không? N hồi nãy chúng ta là bao nhiêu? N chúng ta là bằng 21 á, là cái chỗ này. Nhớ chỗ này là cái thằng trung vị á, cái nhìn cái sự khác biệt này, cái thằng trung vị Q2 á của chúng ta là N chia 2. Còn cái thằng Q1 đây là N chia 4 này, còn cái chỗ Q3 này là 3N chia 4. Đó chính là ba cái sự khác biệt, còn những thằng này chắc chắn là công thức gần như giống nhau. Còn cái khoản của nó rơi vào khoản này chúng ta phải biết cách xác định rồi. Đúng không? MB ở đây đó chính là cái gì? Cái tần số của nó. Cái tần số của nhóm đó nha, cái tần, tại vì bây giờ phải lật lại nữa em. Cái tần số nhóm của 50 coi cái này. Đây. Cái tần số cái nhóm của 50 đây chính là 8 này, là MB, thằng này chính là MB này. Còn tính Q3 thì cái tần số ở đây đây chính là 7 này, đây chính là MB của cái nhóm Q3 này. Cái hiểu chưa? Đấy, như vậy thì ở đây cái tần số của chúng ta ở đây MB hồi nãy ví dụ cái nhóm này đó chính là mấy, là 8 đúng không? Còn M1 ha, M1 cho tới MB cộng 1 trừ 1 thì chúng ta lấy mấy kia cộng lại về phía bên tay trái. Nhớ về phía bên tay trái các cái tần số của nó phía bên đây chúng ta cộng lại cho thầy là được. Tương tự như vậy Q3 này cũng vậy. Q3 này thì chúng ta cũng có AB. AB cộng 1 chúng ta biết rồi đúng không? Hồi nãy nó thuộc vào cái nhóm là 10 tới 15. Cái Q3 của chúng ta hồi nãy là nó thuộc vào cái nhóm 10 cho tới 15. Thì thằng này chính là gì? Thằng này chính là AB. Còn cái thằng này đây chính là AB cộng 1 này. Được không? N thì như nhau. Ở đây. Được chưa? Rồi, rất là dễ nha. Đã có công thức rồi, khỏe lắm. Nào, chúng ta ghi lại cái bảng này vô. Ghi công thức vô. Ta ví dụ 2 này. À, đặt lại ví dụ 3, tìm tứ phân vị thứ nhất, thứ ba của mẫu nhóm trong ví dụ 2 này. Q1 và X4 thuộc vào nhóm này. Khi đó chúng ta xác định một loạt cái B này, nghĩa là cái vị trí của nó là nó thuộc cái nhóm thứ hai đấy. Cái B bằng 2 nghĩa là vị trí của nhóm là trong, ví dụ chúng ta chia ra nhóm thứ nhất này đến nhóm thứ hai thì cái B chúng ta nó nằm ở trong cái khoảng này này, gọi là B thứ hai. Còn ví dụ chúng ta lấy trong khoảng này gọi là B thứ ba. Còn chúng ta lấy tiếp bên này gọi là B thứ tư. Cái hiểu chưa? Đại khái như thế. Rồi nhận xét này. Ta ghi thầy phần nhận xét này vô. Ta cũng có thể xác định nhóm chứa tứ phân vị thứ R nhờ tính chất có khoảng, đó chính là R nhân N phần mấy phần 4 tại vì ở đây là 3/4, 3/4 đây chính là 75% này, còn 1/4 đó chính là 25%. Nên là cái anh thứ nhất, cái Q1, cái Q1 là tương ứng ở đây là 1/4 này, còn cái Q3 của chúng ta là 75% là tương ứng 3/4 này, Q1 là 1/4. Ta hiểu chưa? Liên tập 3 này, tìm tứ phân vị thứ nhất thứ ba cho bảng nhóm ở liền tập 2 kia. Ta lật lại ở phần liền tập 2, ta toàn là lấy gọi là tận dụng lại thôi chứ người ta không cho thêm mà. Rồi bây giờ người ta nhìn lại cái liền tập 2 ở cái bảng này, ta nhìn này,
cái trung vị của chúng ta là cái anh Q2 của chúng ta là ở đây nó thuộc cái nhóm của chúng ta đây là X100, tại vì N của chúng ta ở đây N là bằng 200 thì nó thuộc vào cái nhóm 1/2 của X100 cộng X101 rồi, đúng không? Nghĩa là ở đây nó thuộc vào cái nhóm ở đây. Đây em là 165 cho tới 170, đúng không? Bây giờ chúng ta xác định cái nhóm Q1 này. Chúng ta xác định nhóm Q1 như vậy. Ở đây chúng ta thấy này, từ ở đây thầy phân tích một xíu nha. Đây là 101, ở đây tới 200. Thì cái anh 100 ở đây 101 thì theo cái cách học chúng ta ở chương trình lớp 10 thì chúng ta chỗ này chúng ta chia đôi ra như này. Từ đây qua đây á thì đây chính là Q1. Còn từ đây qua đây đây chính là Q mấy? Q3. Có đúng không? Như vậy thì ở đây Q1 100 đây chính là số chẵn, thì chứng tỏ Q1 này nó sẽ thuộc cái nhóm nào em? Q1 này chắc chắn nó sẽ thuộc cái nhóm, đây là chẵn, ta lấy hai số giữa chia 2, 100 chia 2 bằng 50. Như vậy đây nó sẽ thuộc cái nhóm đó chính là X50 cộng cho X5 mấy? X51. Có đúng không? Còn cái anh Q3 này, cái anh Q3 này nó cũng thuộc cái nhóm nào em? Hả? Cái anh Q3 thì cũng nằm ở chính giữa của từ 100 từ 101 tới 200 này, thì nó rơi vào cái nhóm đó chính là gì em? Bạn đã biết. Đó chính là ở đây là nó thuộc cái nhóm là 150 cho tới 151, đúng không? Đúng chưa? 150 với 151. Nên là X150 với X151 á. Như vậy bây giờ chúng ta xác định vào chỗ này. Chỗ nào ở đây thầy đã chia này. X50, 51 thì rơi vào khoảng nào đây? Đây, 47. Ở trong clip trước thầy đã chia rồi. Từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì ở đây là X50, 51 thì rơi vào là 47 với 81 ở đây, đúng không? 47, 81 thì chứng tỏ thằng này là 50, cái thằng này là Q1 này. Chứng tỏ thằng này là Q1 này. Còn ở đây 150 tới 151. Ở đây 82 thì tới 44. Ở đây 124. Ở đây 124 cho tới, chứng tỏ là cái thằng Q3 là rơi vào cái trường hợp này. Đây là Q3 này. Đây là Q3, thằng này chính là Q2 này. Đúng, chúng ta phải xác định được cái khoảng của nó để chúng ta xác định. Như vậy thì bây giờ chúng ta giải này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là N của chúng ta, như vậy Q1 của chúng ta, Q1 của ta nó sẽ thuộc cái khoảng đó chính là gì em? Đây, Q1 chúng ta là X50 với X51 thì thuộc vào khoảng này. Như vậy nó là khoảng đó chính là 160 cho tới 165. Thì trên cái này chúng ta xác định được những cái yếu tố nào để chúng ta thế vào công thức này. Thứ nhất, N của chúng ta bằng nhiêu? Chắc chắn là bằng 200, là cố định rồi ạ. N của chúng ta bằng 200 này. Bây giờ chúng ta xác định được AB này. Ở đây là B bằng mấy? Ở đây là khoảng thứ nhất, nghĩa là B đây là 1, B đây 2, ở đây là 3, ở đây là 4, ở đây là 5, ở đây là 6. Thì B nó nằm vào cái nhóm thứ 3. 1 này, B bằng 1 này, B bằng 2 này, B bằng 3, chứng tỏ B chúng ta bằng 3. B bằng 3 thì nghĩa là ở đây A3. A3 của chúng ta là chúng ta lấy thằng này này. Đây AB là thằng này này. Là 160. Còn AB cộng 1, AB cộng 1 là thằng này. Nghĩa là A4 á. Cơ đúng không? A4 thì ở đây sẽ bằng là 165. Như vậy ở đây chúng ta xác định được là NB, AB, AB cộng 1 này. Bây giờ chúng ta xác định được MB. MB nghĩa là M4 á. M3 chứ, thầy xin lỗi, M3. M3 của nó nghĩa là cái tổng số của nó. Như vậy ở đây chính là 35 này. Cái này, đây chính là 35. Như vậy thì ở đây sẽ là 35 này. Còn từ M1 tới M2. Cái hiểu không? Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy M1 cộng M2 là lấy hai thằng ở phía trước này, ta cộng lại. Cái chỗ mà M1 cho tới MB-1 anh em. Hiểu không? Trên công thức á. Nghĩa là ở đây là người ta lấy 18 cộng 28 này. 18 cộng cho 28 là ở đây sẽ bằng là 46 này. Sau đó chúng ta sẽ thế vào đúng công thức của nó. Như là cái anh Q1 của chúng ta. Cái anh Q1 của chúng ta đã có công thức rồi. Như vậy ở đây sẽ là gì? A mấy? A3 này. Cộng. Có đúng không? Ở đây cộng N chia mấy? N chia cho 4 này. Trừ ở đây có phải là M1
cộng M2 không? Chia này, MB nghĩa là đây chính là M3 này, nhân ở đây cho gì? A mấy? A4 trừ cho A3 này. Rồi thế vô Q1 ở đây sẽ bằng là A3 chúng ta là gì? 160 này, cộng ở đây N chia 4, N chúng ta là 200 chia 4 trừ ở đây M1 cộng M2, M1 cộng M2 là đây là 46 này. À, M3 chúng ta là ở đây 35, nhân ở đây cho 165 trừ cho 160 bằng. Rồi xong. Như vậy chúng ta đã tính được Q1. Tới đây thì chúng ta chỉ việc bấm máy tính là ra thôi. Các em hiểu bây giờ cách xác định các yếu tố chưa? Yếu tố trên một cái bảng. Chúng ta phải xác định được cái này này, cái này quan trọng này. Để chúng ta xác định, để chúng ta dựa vào cái bảng để chúng ta làm. À, cái công thức đã có rồi. Đấy, thầy đã ghi là công thức này. Rồi, tương tự như vậy. Thì bây giờ nè. Cái Q3 cái Q3 của chúng ta này thuộc ở trong cái thằng là 170 cho tới 175 ở đây, đúng không? Như vậy ở trên đây đang có gì? N chắc chắn là bằng 200 này, AB này ở đây là thứ mấy? Thứ 5 đúng không? Nghĩa là ở đây là A5 bằng 170, A6 sẽ bằng 175. Ít nhất vô phải xác định được hai yếu tố ấy trước. Bây giờ M của 5 nghĩa là cái tổng số của nó ở đây là 41 nè. Đấy. Còn rồi, ở đây bây giờ chúng ta sẽ lấy hết mấy này từ M1 cộng M2 cộng M3 cộng M4 cho này. M1 bao nhiêu thì chúng ta cộng lại hết, M2, M3 nghĩa là cộng hết về phía bên trái cho này. Như vậy đây chúng ta có 18 này, cộng 28 cộng 35 cộng 43 bằng. Nhẩm không được thì bấm máy tính thôi. 18 cộng 28, không phải nhẩm không được mà chúng ta sợ sai thì chúng ta nên sử dụng máy tính nha. Ở đây 124. Đó, 124 nè. Xong rồi đó. À, rồi, yếu tố nào nữa? À, cái yếu tố đó chính là A mấy? Đủ hả? A6 trừ cho A5. Dù chúng ta thích thì chúng ta làm cái này cũng không thì thôi. Ở đây chúng ta lấy 175 trừ 170 thì ở đây sẽ bằng 5 đúng không? Thì đó là thế thôi. Như vậy thì ở đây là Q3. À, theo công thức chúng ta là ở đây là A mấy? A5 cộng ở đây là 3 N chia 4 trừ ở đây cho M1 cộng M2 cộng M3 cộng M4 này, đúng không? Chia đây cho M mấy? M5. Và nhân ở đây cho mấy? A6 trừ cho A5. Sau đó chúng ta thế vô công thức này, lấy đã có điều kiện rồi, A5 thế cho chỗ đây, N ở đây, máy này có hết rồi. Thế một phát 124 này. Đây, thầy thớ luôn nha. Q3 ở đây A5 ta là 170 nè, cộng ở đây cho 3 nhân cho 200 chia cho 4 nè, trừ ở đây thằng này là bằng 124 chia ở đây M5 là 41 nhân đây cho 5. Rồi, ở đây chúng ta tính ra xong. Đó, rất là dễ luôn nha, không có gì khó cả. Quan trọng là chúng ta xác định được là nó thuộc cái khoản nào ạ. Và cái việc xác định các yếu tố này rất quan trọng này. Cái yếu tố này cực kỳ quan trọng này, chúng ta thấy không? Dạ thôi. Hiểu chưa? Chứ không đùng đùng đưa ra cái này là chúng ta không hiểu này. Rồi bây giờ cái bài giải chi tiết của thầy đây. Đây các em này, tứ phương vị thứ nhất này. Đúng không? Đó. Ok. Quá đơn giản và dễ hiểu. Tiếp tục chương trình các em nha. Rồi, cái phần này thì nó không có khó nhưng mà nó rất là dài em. Nó rất là dài. Rồi, chúng ta ở đây phần ý nghĩa này. Ý nghĩa này các em ạ. Các tứ phân vị mẫu số liệu ghép nhóm sắp xỉ cho các tứ phân vị mẫu số liệu gốc, chúng chia mẫu số liệu thành 4 phần và mỗi phần là chứa là nhớ là 25 giá trị, 25% giá trị. Thì bây giờ cũng giống như những cái hai clip trước, thì bây giờ thầy sẽ quay lại cái phần mở đầu, cái bài toán mở đầu để đi tìm tứ phân vị, nghĩa là Q1 và Q3 cho các em, tại vì Q2 trung vị thì đã làm rồi nha. Đây các em, bây giờ chúng ta sẽ quay lại ở trong cái phần này để thầy nói rồi, thầy sẽ quay thành 4 clip nhưng bù lại thầy sẽ làm đầy đủ cho các em ở cái phần mở đầu này, ở trên cái này, để chúng ta cứ thì lồng ghép mỗi phần tách riêng ra để thầy làm. Như vậy thì cái phần trung vị á,
phần cái phần trung vị Q2 của chúng ta, chúng ta đã biết cách tính rồi. Ở trong clip ở tiết thứ hai thầy đã quay lại tính, bây giờ thầy chỉ tính cho em Q1 và Q3. Có đúng không? Thì bây giờ cái cỡ mẫu ở đây là 35 khách. Đúng không? 35 khách thì chứng tỏ là lễ. Lễ thì ở đây chúng ta sẽ chia ra. 35 thì hôm trước á, thì nó sẽ là cái Q2 này á, 35 chúng ta sẽ chia 2 sẽ bằng là 17,5, gần làm tròn là bằng 18, thì chứng tỏ cái thằng Q2 này nó sẽ, cái Q2 này nó sẽ thuộc là x18, x18 đúng không? x18 thì nó rơi vào ở trong cái khoảng này. Đây, nghĩa là ở đây nó sẽ thuộc ở trong này là cái khoảng là 30 cho tới 60 là trung vị rồi, cái này đã làm rồi. Đã làm. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Q1. Bây giờ chúng ta chia ra từ 1 đây cho tới 35 thì cái thằng 18 đứng chính giữa này. Thì phía bên đây nó sẽ là bao nhiêu, 17 này, và phía bên đây là 19. Như vậy thì 17 ở đây chính là lễ, từ 1 tới 17 là lễ. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy 17. 17 chia cho 2 thì bao nhiêu? Bằng 8,5. 8,5 thì chúng ta làm tròn là bằng 9. Chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ lấy cái số 9 ở chính giữa này này. Thì số 9 này là chính là Q1. Như vậy Q1 ở đây nó thuộc là x của 9 này. Còn từ 19 cho tới 35. Có đúng không? Từ 19 cho tới 35 thì em sẽ lấy 35 trừ cho 19 cộng cho 1. Ở đây là bằng bao nhiêu số? Bằng 17 số. Đúng không? 17 số. Ở đây chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ lấy là từ từ này. 35 trừ cho 19. Đúng không em? Bằng 16. Bằng 16 đúng không? Thì em thấy 35 trừ 19 thì bằng 16. 16 em chia cho 2 là bằng 8. Như vậy cái khoảng cách từ đây tới đây là 8, chúng ta lấy 19 cộng 8 cộng cho 19 thì bằng 27. Chứng tỏ là nó rơi vào cái số chính giữa đây chính là 27. Như vậy thì cái Q3 của chúng ta ở đây là thuộc x của 27. Rồi, chúng ta đã xác định được những cái số này rồi đúng không? Sau khi xác định những cái số này thì chúng ta sẽ xác định cái khoảng của nó. Như vậy thì cái Q1 của chúng ta là ở đây nó sẽ chứa x9. Ở đây là bằng x19. X9 thì nó thuộc vào trong cái khoảng nào? Ta xem đây này, x9 đây. Khoảng này là đây 60 cho tới 90. Thì trên cái khoảng này chúng ta sẽ xác định các được các yếu tố là gì nè? N chúng ta bằng mấy? N chúng ta chắc chắn là bằng 35, đúng không? Ở đây là B đây bằng 1, B đây bằng 2, B này bằng 3 và B này bằng 4 đúng không? Nghĩa là B này là thứ mấy? B này là thứ 3. Chứng tỏ đây là A mấy? A3 chúng ta là thằng này là 60. A4 thằng này đó chính là 90. Rồi M3 nghĩa là cái M3 nghĩa là MB, nghĩa là cái tần số của nó ở đây chính là 10. Thì khi đó chúng ta sẽ lấy M1 cộng M2 đúng không? M1 cộng M2 nghĩa chúng ta lấy về phía bên trái này, cứ về phía bên trái thì chúng ta cộng hết lại cho thầy, nghĩa chúng ta lấy 3 cộng 15 sẽ bằng là 18. Rồi bây giờ có đủ yếu tố này, chúng ta đã thế chúng ta tính được chưa? Như vậy Q1 của chúng ta có phải là theo công thức ta là A3 là ở đây là bao nhiêu em? 60 đúng không? Ở đây là 60 nè. Ok, từ từ, ở đây x9 đúng không? Ê không phải game, ở đây là 18 mà. Xin lỗi em nhầm cái khoảng rồi. X9 thuộc cái khoảng này chứ, 30 tới 60 em ơi, 30 tới 60. Vậy thằng này chứng tỏ là thằng này là Q3 nè. Xin lỗi. Vậy thì làm luôn thằng này đi. Thằng này Q3 là rơi vào cái khoảng này. X27 là rơi vào khoảng này. Như vậy thằng này Q3 đi. Thằng này Q3 nghe nha, Q3. Như vậy thằng này là 27, x27. Rồi lỡ làm luôn em, 27. Chứng tỏ đây 60, 90. Rồi ok, đây Q3 nha. Như vậy thì cái thằng này là Q3. Thì cái anh AB, nghĩa là A3 là 60 này. Cộng ở đây là cho 3, nhân cho N chúng ta là 35, chia cho 4 này. Trừ ở đây cho 18, trừ thằng này đúng không?
chia đây MB nghĩa là 10 và nhân ở đây cho 90 trừ 60 này, rồi là xong cái Q3 nha. Như vậy cái Q2 nằm trong khoảng này này, 18 nằm đây, trả lời Q1 nhé. Cái Q1 nó thuộc cái khoảng đó chính là 30 cho tới 60. Nhưng mà trên cái này chúng ta xác định được các yếu tố gì, N chúng ta cũng sẽ bằng 35, B ở đây là thuộc cái nhóm 1, 2 nghĩa là B bằng 2. B bằng 2 thì chứng tỏ A2 của chúng ta, A2 chúng ta đây là bằng 30 này, thì chứng tỏ đây là A3, A3 là bằng 60. M2 thì lấy tần số của nó đây chính là 15 này. Còn M1, tại vì phía bên đây, phía bên tay trái của nó bên đây có một số thôi, người ta lấy ở đây là M1, đây chính là 3, có đúng không? Rồi các yếu tố chúng ta đã có đủ rồi thì chúng ta thế vô để chúng ta tính Q1. Tính Q1 ở đây, nhưng mà thì Q1 chúng ta đây là bằng 30 này, còn ở đây cho 35 chia 4 này, trừ cho 3 và chia ra cho 15, nhân ở đây cho 60 trừ 30 này, rồi xong. Ở đây chúng ta tính ra nha, ở đây chúng ta tính ra rồi, hiểu chưa? Hồi nãy thầy mắt nhắm mắt mở, trời ơi đây là 18, thầy tưởng đâu số 8 em, 19 28 này, rồi ok. Dễ hiểu nha, dễ đúng không? Đó. Còn em muốn chi tiết thì đây nha. Đây. Q1 và Q3 đó. Còn phần mod nữa, phần mod thì thầy sẽ quay trong clip sau, em thấy quay một phần mà nó rất là chất lượng, nên cứ chia thành phần từng phần ở đây là em thấy rất là dễ hiểu, đúng không nào? Nhưng mà clip hôm nay tới đây kết thúc, em chúc em học tốt, bye bye nha. Ok rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh.